Đây là một cái chuyên đề mà tôi cũng giảng cho khối các cái giám đốc kinh doanh và giám đốc điều hành của PTI trong các chương trình của PTI như là CCO hay là CMO và CEO. Đó. Thì tôi có giảng dạy ở đây một cái chuyên đề là tăng trưởng doanh số cũng như là xây dựng bộ phận kinh doanh hiệu quả. Chuyên đề này thì PTI có đặt hàng tôi giảng 3 buổi, mỗi buổi 3 tiếng. Và tôi cũng sẽ giảng cho các bạn trong một buổi khoảng 2 tiếng, 2 tiếng rưỡi là hết. Và lý do là các bạn rất thông minh. Và nên là tiết kiệm thời gian cho các bạn. Và tôi cũng sẽ giảng nhanh hơn. Ok, thế thì mục lục của cái phần buổi học tối hôm nay, à, cái slide này tôi cũng sẽ gửi cho các bạn sau khi kết thúc buổi học. Đó là các cái mô hình kinh doanh mới, các nguyên lý tăng trưởng, năng lực cạnh tranh của chúng ta, đấy, xác định các mục tiêu và xây dựng bộ phận kinh doanh. Trong đó thì trọng tâm sẽ nói về mục 2 là mã và mục 3 là mã, đấy là dựa trên các nguyên lý tăng trưởng và xác định năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp. Rồi. Xin lỗi các bạn một chút. Thế thì ở đây thì có rất là nhiều các mô hình kinh doanh như là mô hình bán buôn B2B cho ngành hàng nước vải khát, nước sâm, kim tan và những cái sản phẩm cao cấp khác. Đấy, bán lẻ thì có Crystal, Rossi, Sofa và các thiết bị máy móc. Đấy, chúng ta bán lẻ thì có hai cái mô hình, đấy là bán lẻ theo mô hình B2C, doanh nghiệp tự bán, và C2C là tổ chức các cá nhân tham gia bán hàng. Thì các bạn hoàn toàn có thể áp dụng cả các cái cá nhân cộng tác viên tham gia bán hàng. Ví dụ như là mỹ phẩm, các bạn có thể tuyển các cái cộng tác viên là các boss, cộng tác viên là những người bán hàng, là các ngôi sao tham gia và cùng bán mỹ phẩm cho các bạn, và các bạn tặng chiết khấu cho họ. Thay vì các bạn thuê mặt bằng, thay vì các bạn chạy quảng cáo, thì bây giờ tôi sử dụng cái Facebook của tôi PR liên tục về cái sản phẩm của các bạn, và tôi có khách hàng thì các bạn bán hàng và các bạn trả hoa hồng cho tôi. Đó, đấy là cái phương pháp mà xây dựng hệ thống bán hàng dựa trên các cái cá nhân hoặc là các cộng tác viên. Họ có thể nhập những cái đơn hàng từ 5 triệu có thể trở thành đại lý, hoặc là 3 triệu đã có thể trở thành đại lý của bạn. Nhưng mà bạn có thể phát triển hàng nghìn đại lý như vậy thì cũng là một cái phương thức bán hàng tốt. Ngoài ra thì chúng ta cũng có những cái mô hình các cái sàn thương mại điện tử chúng ta đã học rồi. Rồi. Thì ở đây thì có rất là nhiều những cái mô hình kinh doanh mới. Nó cũng hơi xa vời và cũng hơi khác với chúng ta. Để tôi nói nhanh thôi, không mất nhiều thời gian của các bạn đâu. Thí dụ như là ở Mỹ bây giờ nó có cửa hàng Amazon Go, là cửa hàng mà không có người bán hàng và không có người thu ngân. Đấy, tức là tôi muốn nói với các bạn là thế giới bây giờ đi rất là xa rồi, rất là nhanh. Ở Việt Nam thì bây giờ chúng ta thấy rằng này, siêu thị vẫn là một cái gì đấy mà phải là người giàu mới bước vào được, người có tầng, có thu nhập trung lưu trở lên mới bước vào được. Đấy, thế nhưng mà ở Mỹ nó đã có những chuỗi cửa hàng là không người bán và không người thu ngân, hoàn toàn bằng công nghệ hết. Đấy, là chuỗi cửa hàng Amazon Go. Ở Trung Quốc nó có chuỗi cửa hàng tên là Hema. Nếu mà bạn nào phụ trách mảng bán lẻ hoặc là phát triển chuỗi thì các bạn nên ghi lại và có thời gian nghiên cứu những cái dự án này. Chúng ta sẽ học được khá nhiều, đầu óc chúng ta sẽ mở rộng được khá là nhiều. Họ sử dụng rất nhiều các yếu tố công nghệ và các cái nền tảng trí tuệ thông minh nhân tạo để họ đưa cái sản Có phẩm và dịch vụ của chúng ta vào. Ở Mỹ Amazon thực hiện là giao hàng qua tủ thông minh. Họ có thể nhận hàng ở bất kỳ đâu bằng cách là họ sẽ chọn cái tủ nhận hàng. Họ sẽ chọn một cái tủ nhận hàng, và tủ nhận hàng này Amazon xây. Họ có thể thuê một cái trường đại học họ xây, họ có thể thuê một cái siêu thị họ xây, họ có thể thuê một cái khách sạn, họ có thể thuê một cái địa điểm gần khu
của cảnh sát, nói chung là những cái khu an ninh và khu công cộng. Sau đó thì ví dụ bạn mua hàng xong, mua trên web nhé, hoặc là mua trên app, mua trên web Amazon hoặc mua trên app Amazon, sau đó họ sẽ ok, họ sẽ xác nhận là sau 2 tiếng nữa có hàng, và họ sẽ gửi cho bạn một cái mã QR code. Thì cái mã QR code này bạn cầm cái điện thoại ra, bạn cầm cái điện thoại ra và bạn quét đấy, bạn ra đúng cái tủ đấy, chọn đến cái số tủ đấy, thế là bạn quét cái mã QR code này, cái tủ đấy nó sẽ mở ra và trong cái tủ đấy nó có món đồ của bạn, bạn lấy ra bạn đóng cái tủ lại thì là reset cái đơn hàng đó. À, cái order này, cái tủ này thì tôi đã sang Mỹ, tôi đã mua thì tôi đã biết rồi. À, tức là nó rất là thông minh. Và tôi nghĩ rằng ở vài năm nữa ở Việt Nam nó cũng sẽ như vậy, hoặc là họ đã giao hàng bằng máy bay không người lái. Rồi, chúng ta thấy là nó hơi xa quá đúng không ạ? Em chỉ muốn là làm sao bán nhiều nước giải khát, em chỉ muốn bán làm sao nước nhiều mỹ phẩm, thì dạy em những cái này xa quá. Ok, chỉ là giới thiệu cho các bạn để các bạn biết rằng là chúng ta học không phải chỉ để cho ngày mai, chúng ta học có thể là cho 5 năm nữa, 10 năm nữa. Thế giới nó đi rất là nhanh rồi, rất là xa rồi. Ở Việt Nam thì chúng ta bán hàng trên Facebook, livestream, trang cá nhân, phát triển các cái chuỗi cửa hàng, phát triển các cái hệ thống boss, hệ thống cộng tác viên. Đấy, thì mỹ phẩm sofa, các bạn có thể sử dụng những phương pháp này rất là tốt. Đối với các cái sản phẩm thiết bị sức khỏe hoặc thiết bị y tế thì chắc chắn là nền tảng web, nền tảng Google, nền tảng SEO, tri thức các bạn sẽ cần. Bởi vì khách hàng có thể không mua trực tuyến, nhưng khách hàng cần thông tin trực tuyến. Họ muốn xem ảnh, họ muốn xem video, họ muốn xem đánh giá về sản phẩm, họ muốn xem trải nghiệm của người khác nói về sản phẩm. Đấy. Họ muốn xem thông tin về giá bán, đơn vị sản xuất, đơn vị phân phối, họ muốn biết tất cả những thứ đấy. Sau đó họ có thể đặt mua trên web hoặc là họ đến cửa hàng họ xem. Rồi, ngoài ra thì chúng ta cũng có thể có quảng cáo trên Zalo, tạo các cái Zalo OA, rồi các cái nền tảng thương mại điện tử khác như là Shopee, Tiki, Lazada, vân vân. Đó. Thì các bạn cũng sẽ mở những cái gian hàng như vậy. Crystal, các bạn có thể mở các gian hàng dạng Shopee Mall, Tiki Mall hoặc là Lazada Mall. Mall là gì? Mall là cái loại tài khoản shop dành cho các doanh nghiệp lớn. Và khi các bạn lên lên Mall như vậy thì cái khả năng bán được hàng của các bạn cao hơn rất nhiều. Đấy, bởi vì các bạn là một thương hiệu lớn, có giấy phép, có chứng nhận rất là đầy đủ. Các bạn hãy lên mô hình là Moz và các bạn cho người phụ trách các nền tảng này, doanh số có thể sẽ tăng nhé. Còn làm như thế nào thì xin thưa là trong thời lượng 5 buổi học thì tôi không có đủ thời gian để dạy các bạn được, bởi vì Shopee các bạn muốn học nó sẽ lại cần vài buổi nữa đúng không ạ, Tiki một vài buổi nữa, Lazada một vài buổi nữa, Facebook một vài buổi nữa, SEO web một vài buổi nữa, Google một vài buổi nữa, TikTok lại một vài buổi nữa. Tức là nó quá nhiều nền tảng và chúng ta sẽ đều cần phải có kiến thức về từng cái nền tảng như vậy. Nhưng mà các bạn chỉ cần ghi lại là thầy nói là mỹ phẩm của mình có thể bán trên Shopee, Tiki, Lazada, nhưng mà thầy khuyên là phải lên Mô. Ok, khoanh lại. Rồi, đặt câu hỏi ngay bên cạnh, làm nào em lên được Mô? Em phải gặp ai, em phải làm gì để lên được Mô? Đấy, kiểu kiểu như thế. Đấy là cách mà ta sẽ làm. Hoặc là nước giải khát, chúng ta muốn bán lẻ, chúng ta lên Shopee, chúng ta giao lẻ. Đấy, chúng ta giao lẻ nhưng chúng ta bán theo thùng, chúng ta không bán theo lon, chúng ta bán theo thùng. Và khi có khách mua lẻ thì ta cũng không tham bán, ta lên đấy giao bán, nhưng khi có khách mua lẻ ta lại không tham bán. Tức là gì? Tức là khi có khách mua lẻ ta sẽ chốt đơn với khách xong, ta mới báo cho nhà phân phối là có cái đơn hàng như vậy giao đi. Đấy, tức là ta nhảy vào tâm quảng bá, ta PR, ta bán hàng, nhưng không phải là để cho ta bán mà là để lấy khách hàng cuối cùng cho đại lý bán.
Còn nếu ta đã bán buôn rồi mà ta nhảy vào ta bán lẻ thì đội bán buôn họ sẽ tẩy chay ta ngay, và hiện tượng đấy người ta gọi nó là hiện tượng xung đột kênh. Rồi. Tiếp tục ạ.